Mời quý vị đón xem trận chung kết giữa tổ 14 và tổ 15 trong giải bóng chuyền hơi nam nữ kỷ niệm 133 năm ngày sinh ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xét thứ nhất, Tuyên ơi, lần này tổ 14 và tổ 15 trận chung kết, 14 xét bóng không qua lưới, điểm 1-0 cho tổ 15. Điểm cho tổ 15 1-0. Trọng tài bắt lỗi dính bóng, điểm 2-0 cho tổ 15. Rất tinh ý của tổ 15, 3-0. Bóng tốt, điểm 4-0 cho tổ 15. Tổ 14 cố lên. Đánh bóng tốt của tổ 14, điểm 1-1. Phạt cứu bóng tốt của tổ 15. Điểm 2-4 cho tổ 14. Bóng không qua lưới của tổ 14, điểm 5-2 cho tổ 15. Điểm cho tổ 15, 6-2. Phát bóng không qua lưới của tổ 15. Điểm 3-6. Bóng tốt. Điểm 4-6 cho tổ 14. Tổ 14 đánh bóng ra ngoài. 7-4. Lên.
bóng ra ngoài, điểm 8-4 cho tổ 15. Phát bóng ra ngoài, điểm 5-8. Tiếp tục bóng ra ngoài, điểm 9-5 cho tổ 14, à tổ 15. Bóng chạm tay chắn rơi trong sân, điểm 6-9 cho tổ 14. Tổ 15 chặn bóng tốt, điểm 10-6 cho tổ 15. Cho tổ 15. Mà đánh bóng tốt. 7-1. Trần Văn Tám ấy đánh vào trong nhà văn hóa tổ 16 ạ. Trận bóng tốt cho tổ 15, 15-9. Tổ 14 đã xin tạm dừng hội ý. Chúng ta đổ xuất.
Vâng, tay bóng ra ngoài, điểm tổ thứ 4, 10, 16. Lại bắt nối bốc, dính bóng, điểm 17, 17, 10 cho tổ 15. Điểm 12, 17. Đội tổ 15 là xin tạm dừng hội ý. Đã hết giờ hội ý. Điểm đang là 12-17 cho tổ 14. Chặn bóng chạm dưới, điểm 18-13. Vâng, bóng ra ngoài, bóng ra ngoài, chưa vào tay. Được, 14, 19. Ai đánh bóng chưa qua, được, sẽ ở 14, 15, 19. Tổ 15 bóng đứng lần thứ 3 của tổ hợp thứ nhất hết trên cơ thể. Ơi! Chưa, đang quay nốt trận chung kết thì xong rồi mới về. Vẫn đang quay. Sáng mai á, sáng mai bận rồi, sáng mai đi thanh toán. Sáng mai chắc nó phải tầm khoảng 10:30. Rồi.
Set thứ nhất, tổ 15 vượt qua tổ 14 với tỷ số 21-15. Chuẩn bị và set thứ hai, đây là trận chung kết. Trận chung kết giữa tổ 14 gặp tổ 15. Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, phường Yên Nghĩa tổ chức giải bóng truyền hơi U40 trở lên. Việt Nam có tất cả 6 đội tham gia và còn 2 đội là đội 14, 15 vào trận chung kết. Đập bóng tốt của tổ 14. 1-0 cho tổ 14. Bóng tốt. Điểm 2-0 cho tổ 14. Đây là set thứ hai, set đầu tiên tổ 15 đã vượt qua tổ 14 với tỷ số 21-15. Set thứ hai. Set thứ hai tỷ số đang là 2-0. Bóng tốt. Điểm 1-2 cho tổ 15. Điểm 2 đều. Mười lăm trận bóng tốt. Điểm 3-2. Bỏ bóng tốt. Điểm 4-2 cho tổ 15. Hiệp thứ hai, tổ 14 chưa lấy lần thứ nhất. Set thứ hai đã hết vào hội ý. Điểm hiện tại đang là 4-2 nghiêng về tổ 15. Trận bóng tốt. Điểm 5-2. Trọng tài cho đánh lại. Đánh lại. Thì ai đi trọng tài chính thức nữa. Ừ.
điểm. 5, 2. Đập bóng tốt. Điểm. 3, 5. Chắn bóng tốt. Điểm. 4, 5 cho tổ 14. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 6, 4 cho tổ 15. Xét thứ nhất, tổ 15 đã vượt qua tổ 14 với tỷ số 21 15. Xét thứ hai, đội tổ 15 đang dẫn tổ 14 với tỷ số 7-4. Trọng tài xác định bóng không chạm tay chắn. Điểm cho tổ 15, 8-4. Và đập bóng rất mạnh của Văn Hiệp, chạm tay chắn. Điểm 5-8. Nóng tốt. Điểm 6-8. Bắt lỗi. Điểm 7-8 cho tổ 14. Là bóng tốt. Điểm 9-7. Điểm 12-7.
con. Bóng chưa qua. Điểm 13-7. Tập bóng rất tốt. Điểm 14-7. Đội tổ 14 sẽ tạm dừng hội ý. Điểm hiện tại đang là 14-7, nghiêng về tổ 15. Điểm do điểm 15-7. Cầu thủ Văn Tiền đã bị chuột rút. Trận đấu được bắt đầu. Điểm hiện tại đang là 15-7. Trận bóng chạm dưới. Điểm 8-15. Tập bóng tốt, 16-8. Điểm 17. Điểm cho tổ 15-18-10. Điểm 18-10. Bóng chạm tay chắn. Điểm 19-10 cho tổ 15. Hết rồi nhé.
phát bóng ra ngoài. 11, 19. Đập bóng qua lưới. 12, 19. Và lại bóng chưa qua điểm 13, 19. Huấn luyện viên bây giờ, huấn luyện viên bất ngờ. Và đội tổ 15 xin tạm dừng hội ý. Tổ 15 chỉ cách chức vô địch có. Tổ 15 cách chức vô địch có 2 điểm số nữa thôi. Hai đội vào sân thi đấu. Điểm hiện tại đang là 13-19. Bóng ngoài sân. Điểm 14-19. Điểm tổ 14. 14, 19. Bóng tốt. Điểm 20. 14. Match boy. Và đội tổ 15 đã vô địch. 15 đã vượt qua 14. Với set đầu tiên là 21-15, set sau là 21-14. Đội 15 lên ngôi vô địch 14. Về nhì. Xin phép xuống like.